Chuẩn bị ra ra ngọn mới, nhưng mà mình cần phải tỉa để ai muốn mà muốn trồng cái những cây mãng cầu này để mà ở nhà ăn á, thì mình chỉ làm cho nó gọn để nó ra trái cho thật tốt. Đây, những cái nhánh này là mình phải cần phải cắt hết, nhưng mà cuối tháng 2 hoặc tháng đầu tháng 3 thì mình cắt những cái nhánh này cho nó sạch. Nó hơi bị khô á, mình cắt như vậy thì mấy cái đọt mới nó ra, rồi cái sau đó nó kèm theo bông. Nhưng mà đừng có tiếc cái gì hết á, phải cắt cho nó sạch sẽ hết. Phải cắt như thế này. Mấy cái này nè, nếu không cắt á thì cái cây của nó ra nó không có đẹp. Còn ai mà đã biết rồi thì không cần, cũng như là mình chỉ bổ sung thêm thôi cho ai mà không có dám cắt mấy cái nhánh mãng cầu nhỏ nhỏ như nè, cứ ngại ô cắt sợ nó chết. Không, cắt như vậy nó càng tốt thêm. Đây là mình hướng dẫn cho ai mà ở nhà mình chỉ rảnh rỗi đó, trồng một hai cây ăn chơi cho vui, chứ mua thì mắc lắm. Đây, mình phải cắt cho mấy này sạch hết. Còn nó nếu nó rụng rá thì càng tốt. Này trồng ở khu vực zone 9A hoặc 9B đều được hết. Khi mà cái độ lạnh mà độ ép đó, nó lên tới 30 độ ép thì nó cũng vẫn chưa có chết. Khi nó lá nó như vậy đó, mình cứ nghĩ nhiều khi có những cái cây khác nó rụng đó. Nó rụng như thế này. Nó vẫn chưa có chết, nó không có chết. Nó cũng như nó ngủ thôi, nó ngủ nó lấy sức lại. Đây, mình cắt cho sạch sẽ như thế này nè. Đó, cắt như vậy khoảng tuần lại đến hai tuần là bắt đầu mình nhìn những cái, nó sẽ có những cái đọt non nó ra. Mà chẳng những đọt non nó ra thì nó sẽ kèm những cái bông. Bông rất là nhiều. Cái cây mãng cầu này là chắc khoảng mình mới bỏ xuống hồi năm rồi, nhưng mà cái độ tuổi của nó chắc cũng đã 3 năm đến 4 năm. Còn cây này cũng vậy luôn, thấy nó như vậy chứ nó không có chết. Bây giờ mình cắt thêm một cây nữa ha. Mình chỉ làm một cái video ngắn bởi vì mình không có đủ thời gian. Cái này nó như vậy chứ mà nó không có chết. Mình thấy mấy cái nhánh nhỏ nhỏ này mình tỉa hết, đừng có để cho nó ra bông. Bởi vì mấy cái nhánh nhỏ này nó ra bông nó yếu lắm, trái nó không có được lớn. Cái nhỏ như thế này nè. Đây, cắt bỏ luôn, mấy cái này tỉa hết. Nó cũng hơi giống như cây mai vậy á. Mình có thể mình gọi tiếng Anh cũng là sugar apple, không thôi là annona. Nó có nhiều loại tên, mình cũng không có chắc chắn là bao nhiêu loại tên, nhưng mà nói chung kêu gọi bằng cây na đi. Mấy cái này nè, mấy cái này nếu mà để mấy mốt trái không có lớn, nó vẫn ra nhiều bông nhiều mà nó chẳng không lớn, mà nhiều khi nó cũng không có đậu. Còn muốn đậu trái thì mình phải giống như mình phải thụ phấn của nó. Cắt mấy cái nhành khô cho nó sạch sẽ. Nhiều người thì nghĩ cắt ô sợ tiếc quá. Không cần, không có gì phải tiếc hết. Cắt xong rồi nhánh mới nó ra. Nó cũng hơi giống như cây mai vậy. Lá rụng thì nó bông nó ra. Và nó sẽ ra nhánh cái mới, nó mọc tốt hơn. Đây. Sẽ. Đây này, khoảng tình lễ nó bắt đầu nó lên. Ra ngọn. Ok, bye. Mình cần tới giờ đi làm mà. Ba tất cả mọi người.